Đấu la đại lục phần 2 tuyệt thế đường môn tập 93, Vĩnh Đông tri vực thuyết minh tại kênh YouTube Recap Phim. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Khán giả bên dưới trông thấy rõ ràng quả cầu lửa màu tím không hiểu tại sao không ngừng thu nhỏ với tốc độ kinh khủng. Khi nó bay đến trước mặt Hoắc Vũ Hạo thì đường kính của nó còn chưa đến nửa thước. Hoắc Vũ Hạo nâng tay phải lên, một làn xương trắng từ cánh tay Hoắc Vũ Hạo bay lên. Ngay sau đó, nhờ tác dụng của hồn đạo thôi tiến khí, Hoắc Vũ Hạo tăng tốc vọt đến trước mặt Diễm Nhi. Sở dĩ bọn họ chọn mục tiêu là Diễm Nhi, nguyên nhân chính cũng vì thuộc tính tương khắc. Hoắc Vũ Hạo có vũ hồn cực hạn thuộc tính băng, khắc chế nhất chính là thuộc tính băng, kế đến là thuộc tính hỏa. Hắn đang phối hợp với Vương Đông sử dụng Hạo Đông lực nên có thể phát huy ra thực lực cấp hồn tông, nói cách khác, Hoắc Vũ Hạo lúc này có thể phát huy ra cực hạn chi băng của cấp bậc hồn tông. Cùng cấp bậc hồn tông, nhưng thuộc tính hỏa của Diễm Nhi không sao so được với Hoắc Vũ Hạo, cho nên việc đầu tiên bọn họ muốn làm là chặt đứt một đôi cánh của đối phương. Diễm Nhi quả thật có chút bối rối, cực hạn chi băng mang đến áp lực cho cô thậm chí vượt xa dự tính của Hoắc Vũ Hạo, thuộc tính áp chế tuyệt đối khiến Diễm Nhi khó chịu đến mức chỉ muốn quay đầu bỏ chạy. Chỉ trong vài giây ngăn ngủi này, Diệp Vô Tình từ trong tê dại tỉnh táo lại, Thượng Quan Tàn cũng miễn cưỡng bỏ dậy từ vụ nổ của Hoàng Kim Diệp. Bọn họ đều thấy rõ Diễm Nhi bị Hoắc Vũ Hạo chèn ép vô cùng khổ sở, nhưng bọn họ không ngờ đây là do áp chế từ thuộc tính. Đáng tiếc lúc này bọn họ không thể đi cứu viện Diễm Nhi được vì trước mặt bọn họ vẫn còn một người, Bối Bối. Khi Hoắc Vũ Hạo lướt qua người hắn đánh về phía Diễm Nhi, Bối Bối cũng bắt đầu tấn công, nhưng mục tiêu không phải Diễm Nhi mà là Diệp Vô Tình. Bởi vậy, khi Diệp Vô Tình vừa mới tỉnh táo lại thì Bối Bối cũng đã xuất hiện trước mặt hắn, cho nên hắn chỉ có thể tự bảo vệ mình chứ không thể đi cứu viện đồng đội. Một màn này có chút tương tự với cảnh Tiêu Tiêu vì hỏa thái đầu và cản trở đối thủ, nhưng rõ ràng bên phía học viện Sử Lai Khác thân thiết với nhau hơn rất nhiều. Lôi Đình Vạn Quân, Bối Bối không chút do dự sử dụng ngay cả kỹ năng ảnh hưởng đến bản thân mình, hàng loạt tia lôi điện xuất hiện trong không khí tàn sát bừa bãi, hợp thành một bức rào điện. Lúc này cho dù là Diệp Vô Tình cũng khó mà bắn ra phiến Hoàng Kim Diệp nữa. Lúc nãy cả hai từng đấu võ mồm với nhau nên lúc này gặp lại đối thủ, Diệp Vô Tình vừa thấy từng tia điện quang xuất hiện thì hai mắt cũng hóa thành màu vàng kim, giống như có hai phiến lá Hoàng Kim Diệp chắn ngang trước hai tròng mắt của hắn vậy. Cùng lúc này, hồn hoàn thứ nhất và thứ ba ở trên người hắn đồng loạt lóe sáng. Trên tay hắn xuất hiện một lần 10 phiến lá Hoàng Kim Diệp, nháy mắt trên không trung hình thành một mảng lưới Hoàng Kim Diệp, trực tiếp đón đánh Lôi Đình Vạn Quân của Bối Bối. Vì ban nãy Bối Bối đã thấy rõ uy lực từ Hoàng Kim Diệp nên lúc này có chút chùn bước, hắn không muốn bị nhiều phiến Hoàng Kim Diệp kia vây quanh rồi phát nổ. Nhưng rất nhanh sau đó, hắn liền nhận ra mình đã phán đoán sai, cùng là Hoàng Kim Diệp nhưng uy lực của nó không giống với những phiến lá ban nãy. Từng phiến lá kia như những lưỡi đao sắc bén bay thẳng về phía Lôi Đình Vạn Quân, sau đó giống như bầu trời nổ ra một trận cuồng phong, cuốn sạch mọi thứ quanh cơ thể hắn. Đây là kỹ năng kết hợp giữa hồn kỹ thứ nhất và thứ hai của Diệp Vô Tình, Diệp Trận. Đây là kỹ năng sở trường của hắn, Hoàng Kim Diệp dưới sự khống chế của hắn không ngừng bay về phía Bối Bối. Giờ phút này, Bối Bối bỗng cảm thấy nếu mình lọt vào Diệp Trận kia, cả người sẽ bị cắt nát thành từng mảnh nhỏ. Nhưng hắn có thể lùi về sau sao? Không thể. Ngay cả Tiêu Tiêu bé nhỏ như vậy mà trong thời điểm mấu chốt vẫn có thể không tiếc thân mình mà liều mạng ngăn cản đối thủ, huống chi là hắn. Một nụ cười tà dị xuất hiện trên khóe môi, hắn chẳng những không lùi bước mà còn vọt thẳng về phía Diệp Vô Tình đánh móc sau gáy. Trong lúc này, ở bên phía Hoắc Vũ Hạo, hắn đã đạt được kết quả, hai tay của hắn đến ngay trước mặt Diễm Nhi. Bị cực hạn chi băng bức bách, trong lòng Diễm Nhi vô cùng hoảng sợ, nàng đã gần như phát điên lên. So với con trai, khi con gái phát điên còn đáng sợ hơn nữa, cô hoảng hốt vừa bước lùi về sau, vừa không ngừng phóng ra các quả cầu lửa về phía Hoắc Vũ Hạo. Nhưng, bất cứ quả cầu lửa nào chỉ cần bay đến gần Hoắc Vũ Hạo, đều bị ảnh hưởng từ cực hạn chi băng mà suy yếu, sau đó là vỡ nát. Nhờ hồn đạo thôi tiến khí nên tốc độ của Hoắc Vũ Hạo nhanh hơn Diễm Nhi rất nhiều, rốt cuộc hắn cũng đến trước mặt nàng. Hai tay hắn cùng tấn công, mục tiêu là hai vai Diễm Nhi. Nhưng cũng ngay lúc này, đột nhiên Diễm Nhi đứng yên lại, nét kinh hoàng trên gương mặt cũng biến mất, khóe miệng nở một nụ cười động lòng người. Tiểu đệ đệ, rút lui thôi, Hỏa Diễm Tù Lung, chúng ta cùng đi xuống nào. Nàng vừa dứt lời thì một ngọn lửa từ dưới đất bùng cháy bao bọc lấy Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông lẫn Diễm Nhi. Hai tay của Hoắc Vũ Hạo cũng chạm xuống bả vai Diễm Nhi, hai vai nàng bỗng nhiên lạnh cóng. Nhưng cái Hỏa Diễm Tù Lung của Diễm Nhi đã hoàn thành bước chuẩn bị, Diễm Nhi vô cùng đắc ý khống chế nó tạo ra một bàn tay lửa thật lớn, bao phủ cả ba người rồi cùng đẩy cả ba rơi xuống sàn đấu. Lúc này, Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông mới phát hiện, không biết từ lúc nào, Diễm Nhi đã đi đến sát bên mép sàn đấu, mà cái gọi là Hỏa Diễm Tù Lung kia chính là hồn kỹ thứ tư của nàng. Đây là cuộc thi đấu hồn đại tái, Đối với Học viện Chính Thiên có thể nói đây là một trận đấu liên quan đến vinh quang mang tính lịch sử của bọn họ, làm sao bọn họ lại không chuẩn bị kỹ càng đây? Khi Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông cùng đánh về phía Diễm Nhi, nàng đã cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng tình huống ấy lại nằm trong phạm vi tính toán của bọn họ. Thuộc tính cực hạn chi băng của Hoắc Vũ Hạo không phải là lần đầu tiên hắn sử dụng khi thi đấu, nên trong quá trình phân tích thực lực, Học viện Chính Thiên mặc dù không tin Hoắc Vũ Hạo là một hồn đế, nhưng hắn tuyệt đối là một đối thủ đáng chú ý, bởi vì Hoắc Vũ Hạo quá thần bí. Mà sau khi phân tích, bọn họ không hề nghĩ rằng vũ hồn của Hoắc Vũ Hạo có thuộc tính tinh thần, mà phải là thuộc tính băng, hơn nữa thuộc tính băng kia còn rất mạnh. Bởi vì ở trận đấu trước, Hoắc Vũ Hạo chỉ cần một chiêu đã có thể phá nát băng xương hùng của An Lãnh Dạ, tuy rằng khi ấy trận đấu đã gần kết thúc, nhưng nếu không có vũ hồn thuộc tính băng cực mạnh thì làm sao có thể làm được như vậy. Diễm Nhi sở dĩ được trở thành một thành viên của tổ đội cuối cùng cũng vì Diệp Vô Tình đoán rằng Hoắc Vũ Hạo sẽ tham gia trận chiến cuối, thuộc tính băng cực mạnh sẽ áp chế được thuộc tính hỏa, nên Diệp Vô Tình tương kế tự kế để Hoắc Vũ Hạo đối phó với Diễm Nhi. Nhưng có một chuyện ngoài ý muốn, bọn họ không ngờ quá trình này còn kéo theo cả Vương Đông nữa. Đúng vậy, vũ hồn hỏa cầu của Diễm Nhi rõ ràng không phải là đối thủ của vũ hồn cực hạn thuộc tính băng của Hoắc Vũ Hạo, cho dù là hồn kỹ thứ tư Hỏa Diễm Tù Lung cũng không thể uy hiếp được hắn. Nhưng đây là trong trận đấu, không phải là chiến đấu sinh tử, cho nên có một số quy tắc có thể lợi dụng. Đấy là lý do tại sao cuối cùng Diễm Nhi đã mỉm cười vui vẻ như vậy, vì nàng có thể lấy một đổi hai, trong đó còn có một thiếu niên thần bí nữa. Nếu không có hai người này giúp đỡ, bọn họ tin chắc dưới sự phối hợp của Diệp Vô Tình và Thượng Quan Tàn, Bối Bối không có cơ hội chiến thắng. Đây căn bản là cái bẫy. Khi bản thân bị đẩy về phía bên ngoài sàn đấu, trong lòng Hoắc Vũ Hạo lẫn Vương Đông đều nghĩ như vậy. Chính xác là bẫy, nhưng bọn họ đã rơi vào nó rồi. Kỹ năng Hoắc Vũ Hạo vừa sử dụng chính là Băng Đế Chi Ngạo, nhưng dù là Băng Đế Chi Ngạo vô cùng mạnh mẽ cũng không thể nháy mắt phá vỡ Hỏa Diễm Tù Lung, kéo Vương Đông trở về sàn đấu. Đây là kỹ năng được một hồn tông cấp 46 sử dụng toàn lực phóng ra vào lúc cuối cùng đó. Tiêu rồi, đây là suy nghĩ kế tiếp trong lòng Vương Đông. Hắn ngàn vạn lần không ngờ mình và Hoắc Vũ Hạo lại bị đánh xuống sàn đấu bằng cách này. Lúc này hắn có muốn phóng thích ra hồn kỹ cũng không còn kịp nữa. Hạo động lực được hắn và Hoắc Vũ Hạo ngưng tụ lại đều vận chuyển bên trong cơ thể Hoắc Vũ Hạo, huống chi lúc này hắn có thi triển kỹ năng gì cũng không thể trong nháy mắt phá vỡ được. Thật sự tiêu rồi sao? Hoắc Vũ Hạo nhìn nụ cười trên khóe môi Diễm Nhi mà khẽ híp mắt lại. Trong phút chốc, Diễm Nhi trông thấy một quầng sáng màu xanh biếc. Quầng sáng ấy là phát ra từ trên người Hoắc Vũ Hạo. Hỏa Diễm Tù Lung nháy mắt hóa thành hư vô, biến mất hoàn toàn. Vương Đông điều khiển hai cánh Quang Minh Nữ Thần Điệp quay ngược lại sàn đầu, mà Diễm Nhi như bị đóng băng ngã nhào xuống sàn đấu. May mắn khối băng này khá cứng, khi rơi xuống chỉ phát ra một tiếng ầm thật lớn, nếu không cả người Diễm Nhi đã vỡ nát tan tành rồi. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, chỉ có một số ít người có thể thấy rõ ban nãy đã xảy ra chuyện gì. Trong nháy mắt đó, ngay cả Vương Đông cũng chỉ cảm nhận được có một luồng khí lạnh nháy mắt xẹt ngang người. Cũng may cơ thể hắn và Hoắc Vũ Hạo có sự tương liên, là Hạo động lực nên luồng khí lạnh kia không có ảnh hưởng gì đến hắn, mà chỉ lập tức phóng ra ngoài. Vương Đông trông thấy rõ ràng sau lưng Hoắc Vũ Hạo xuất hiện một ảo ảnh hình con bọ cạp màu xanh biếc, mà trên người Hoắc Vũ Hạo, nơi tập trung ánh sáng màu xanh nhiều nhất chính là phần khung xương. Bất quá, sau khi luồng khí lạnh đó bay đi, hắn và Hoắc Vũ Hạo trở lại được sàn đầu, thì Hạo động lực trong cơ thể cả hai bị rút cạn gần như không còn, phần hồn lực bị mất đi có thể tương đương với hồn lực của một hồn tông đấy. Hoắc Vũ Hạo không còn lựa chọn nào khác, bản thân rơi vào bẫy của đối thủ, nếu hắn không sử dụng kỹ năng mạnh mẽ này thì hắn và Vương Đông chắc chắn sẽ bị loại. Hiện nay, dù Hạo động lực bị tiêu hao hết nhưng ít ra bọn họ vẫn còn quyền tiếp tục thi đấu, còn thi đấu thì còn cơ hội, nhưng nếu rơi xuống đài thì làm gì còn tư cách bảo vệ danh dự của Học viện Sử Lai Khác. Một trong hai hồn kỹ khủng bố từ hồn cốt thân thể của Băng Bích Đế Hoàng Hạt với tu vi 40 vạn năm, Vĩnh Đông tri vực. Nếu chỉ xét đơn thuần về mặt hồn kỹ thì chắc chắn 100% trong cuộc thi đấu hồn đại tái này không có ai có thể so sánh được với Hoắc Vũ Hạo. Thiên Mộng Băng Tầm mang đến cho hắn 4 hồn kỹ, mặc dù có hơi bình thường một chút, nhưng nó có thể không ngừng tiến hóa, còn những hồn kỹ Băng Bích Đế Hoàng Hạt mang đến cho hắn đều là hồn kỹ từ hồn hoàn 40 vạn năm và hồn cốt 40 vạn năm, cho dù sau này tu vi hắn có lên đến bậc phong hào đấu la, thậm chí vượt qua được cấp 95, thì những kỹ năng này vẫn là có 102. Tuy nhiên có lợi vẫn có hại, kỹ năng càng mạnh thì càng đòi hỏi một lượng hồn lực thật lớn. Băng Đế Chi Ngạo và Băng Hoàng Hộ Thể còn đỡ, hai kỹ năng này có thể điều chỉnh uy lực lẫn mức độ tiêu hao hồn lực theo tu vi của hắn. Nhưng Vĩnh Đông tri vực lại khác, đây là một kỹ năng mà ngay cả nếu Long Thần Đấu La Mục Lão và Thao Thiết Đấu La Huyền Lão biết được đều phải hâm mộ, vì đây là một hồn kỹ lĩnh vực, hơn nữa còn mang theo cực hạn chi băng, Nếu đáp ứng đủ điều kiện, cho dù muốn đóng băng cả một khu vực lớn cỡ ngàn dặm cũng không phải là không thể. Bạn đang xem Tuyệt Thế Đường Môn được thuyết minh tại kênh YouTube Recap Phim. Bởi vậy, với tu vi của Hoắc Vũ Hạo lúc này, cho dù có sự trợ giúp từ Vương Đông thì hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng phóng thích ra mà thôi. Vĩnh Đông tri vực với thuộc tính áp chế hoàn toàn Hỏa Diễm Tù Lung nên căn bản không có chút sự phản kháng, nháy mắt đã tan biến. Cũng trong nháy mắt này, cả người Hoắc Vũ Hạo tỏa ra một hơi thở vô cùng mạnh mẽ, mang đến một luồng áp lực khủng bố khiến khán giả bên dưới lại nhớ đến hình ảnh hồn đế có 6 hồn hoàn ngay trước. Sau khi phá vỡ Hỏa Diễm Tù Lung, Vương Đông đỡ lấy Hoắc Vũ Hạo bay về sàn đấu. Bọn họ mặc dù đã gần như rơi ra ngoài rồi, nhưng chân chưa chạm đất dĩ nhiên vẫn còn tư cách thi đấu. Bất quá, lúc này Hoắc Vũ Hạo không còn chút hơi sức nào, hai mắt nhắm chặt, nhưng nếu cẩn thận quan sát sẽ thấy xung quanh hắn, ánh sáng thoáng bị bóp méo, hiển nhiên hắn đang dùng phần hồn lực còn sót lại sử dụng kỹ năng mô phỏng. Hắn làm vậy để che giấu sự thay đổi của bản thân, nhưng rốt cuộc hắn đang che giấu cái gì? Câu trả lời chính là vật đang nhấp nháy trên lồng ngực của hắn, cũng chính là bình sữa cấp 4 ở phòng đấu giá hôm trước. Hồn lực gần như cạn sạch thì làm sao có thể chiến đấu tiếp đây? Kỹ năng mô phỏng đang che giấu đi những tia sáng màu trắng bạc. Khi thi đấu mà dám sử dụng bình sữa, có lẽ Hoắc Vũ Hạo không phải là người đầu tiên, nhưng tuyệt đối là người che giấu tốt nhất. Hắn có thể khôi phục hồn lực cũng tương đương với việc Vương Đông được bổ sung hồn lực. Hồn lực từ bình sữa vừa vào cơ thể hắn đã chuyển hóa thành hạo động lực rồi di chuyển trong cơ thể cả hai người. Sở dĩ giá cả của bình sữa lúc nào cũng cao ngất mà không có dấu hiệu giảm sút, bởi vì nó có một khả năng cực kỳ thần kỳ, chính là chiết xuất. Có nghĩa là không cần biết ai là người rót hồn lực vào, bất cứ ai cũng có thể sử dụng hết, bởi vì bên trong bình sữa là những trận pháp đặc biệt có khả năng tinh lọc hồn lực, loại bỏ hoàn toàn các thuộc tính hay đặc trưng của con người, cái còn lại chỉ là những hồn lực tinh thuần nhất, như vậy thì ai hấp thu cũng giống như nhau mà thôi. Bình sữa mà nhóm Học viện Sử Lai Khác đấu giá được là một bình sữa cấp trung, sau khi sử dụng được một lúc hắn cảm thấy hồn lực đã bắt đầu chảy cuồn cuộn trong cơ thể, kinh mạch bị rút cạn khô nháy mắt được bổ sung năng lượng. Đương nhiên, bất cứ cái gì cũng có yếu điểm cả, trong quá trình bổ sung hồn lực từ bình sữa thì không thể chiến đấu, bản thân người sử dụng phải đảm bảo an tĩnh hấp thu hồn lực, còn Hoắc Vũ Hạo có thể vừa hấp thu hồn lực vừa sử dụng kỹ năng mô phỏng cũng bởi vì hắn là hồn sư có thuộc tính tinh thần, về mặt khống chế sẽ hơn những người khác một chút. Ngay khi hai người Hoắc Vũ Hạo mạo hiểm hạ được một đối thủ thì bên phía Bối Bối, quá trình chiến đấu đã đến hồi gay cấn. Khi Hoắc Vũ Hạo gặp nạn, Bối Bối cũng biết, nhưng khi đó hắn đang phải đối mặt với Hoàng Kim Diệp Trận của Diệp Vô Tình, căn bản không có thời gian dành để trợ giúp. Bối Bối đối mặt với Diệp Trận cũng không hề lùi bước mà vẫn giữ vẻ kiêu ngạo nghênh đón nó. Sau đó, cả hắn và Diệp Vô Tình đều đồng thời nở một nụ cười đầy tự tin. Có điều cả hai nụ cười này mang hai ý nghĩa khác nhau, của Diệp Vô Tình thì mang theo sự khinh thường, trong lòng hắn thầm nghĩ, chẳng lẽ ngươi nghĩ với mấy cái vẩy kia mà cản trở được thiên biến vạn hóa của Hoàng Kim Diệp sao? Mà nụ cười của Bối Bối lại mang theo chút xảo quyệt và tà dị, trong lòng anh chàng thầm kỹ, chẳng lẽ chỉ với mấy phiến lá tầm thường này mà muốn ngăn cản được hắn sao? Nháy mắt, Bối Bối đã tiến vào Hoàng Kim Trận. Sau đó xuất hiện một màn khiến người xem phải khiếp sợ, bóng người Bối Bối đột nhiên mờ đi, bước chân bỗng tán loạn, không theo trật tự nào, cả người gần như biến mất, mặc dù Hoàng Kim Diệp không ngừng đuổi theo phía sau hắn, nhưng lúc nào cũng suýt trúng mục tiêu. Tích tắc sau, Bối Bối đã như một con lươn chuyển ra khỏi Hoàng Kim Diệp Trận đến trước mặt Diệp Vô Tình. Hoắc Vũ Hạo ở phía sau, vì có biến đột xuất phải sử dụng Vĩnh Đông tri vực, nên không còn khả năng dùng tinh thần tham chắc cộng hưởng để trợ giúp Bối Bối, bởi vì dù tinh thần của hắn có mạnh đến bao nhiêu, nhưng trong tình trạng cạn kiệt hồn lực phải bổ sung gấp mà còn đồng thời sử dụng đến hai cái kỹ năng là vô cùng nguy hiểm, thậm chí còn có thể bị phản tác dụng nữa. Bởi vậy, lúc này Bối Bối hoàn toàn dựa vào thực lực của mình để đi xuyên qua Hoàng Kim Diệp Trận. Bối Bối không chỉ là đệ tử của Học viện Sử Lai Khác, là hồn sư có Vũ Hồn Lam Điện Phách Vương Long mà còn là đại sư huynh của Đường Môn. Trong những người ở Đường Môn hiện nay, nếu nói ai am hiểu các tuyệt kỹ của Đường Môn nhất thì chỉ có thể là Bối Bối. Mà đặc điểm nổi bật của Đường Môn là gì? Chính là ám khí. Cách Diệp Vô Tình sử dụng Hoàng Kim Diệp cực kỳ giống với ám khí Đường Môn. Trước mặt chuyên gia ám khí sử dụng ám khí, cho dù là Đường Tam ở đây cũng sẽ mỉm cười. Khi Bối Bối thấy Diệp Vô Tình sử dụng Hoàng Kim Diệp, trong lòng hắn đã có tính toán, chung quy hắn chính là chờ một cơ hội như thế này đây. Khi Diệp Vô Tình sử dụng Hoàng Kim Diệp Trận, Bối Bối nhờ vào tinh thần tham chắc cộng hưởng đã biết những phiến lá này hoàn toàn khác với những phiến Hoàng Kim Diệp ban đầu, nhưng hắn vẫn giả vờ bước lui về sau, căn bản hắn muốn lừa đối thủ một vố, để Diệp Vô Tình tưởng rằng hắn sợ, đến lúc này hắn mới chính thức phản công lại. Từ khi bắt đầu trận đấu này, hai bên đều không ngừng tính kế đối phương. Cho dù thực lực của Học viện Chính Thiên rõ ràng mạnh hơn hẳn Học viện Sử Lai Khác, nhưng vì họ không nắm rõ tình hình nên vẫn tính toán như thế. Trong mắt bọn họ, tất cả đệ tử của Học viện Sử Lai Khác đều là quái vật, trong từng thời điểm quan trọng đều xảy ra những chuyện kỳ lạ. Đầu tiên là Từ Tam Thạch có thể giác tỉnh thần thú huyền vũ, Tiêu Tiêu có vũ hồn song sinh, Hòa Thái Đầu lại có thể sử dụng siêu tụ năng đại pháo với uy lực khủng bố. Có trời mới biết ba người còn lại có làm ra chuyện gì khủng khiếp hơn không. Cho nên, bên phía Học viện Chính Thiên kiểu gì cũng chừa đường lui. Nhưng sai lầm của bọn họ chính là không tính đến chuyện Hoắc Vũ Hạo có kỹ năng Vĩnh Đông tri vực, trực tiếp loại được một người bên phía bọn họ. Thực lực của Diệp Vô Tình tuy mạnh, nhưng sở trường của hắn là công kích từ xa. Tu vi Bối Bối tuy kém hắn rất nhiều, nhưng khéo làm sao Vũ Hồn Lam Điện Phách Vương Long lại am hiểu công kích cự ly gần. Đúng lúc này, tiếng chuông cực kỳ chói tai từ nhiếp hồn linh vang lên. Thượng Quan Tàn đang cố gắng quấy nhiễu Bối Bối, nhưng tiếc là tiếng chuông chỉ vang lên được một vài tiếng rồi dừng lại. Bởi vì lúc này, từ hai mũi của Thượng Quan Tàn đã chảy đầy máu tươi, lảo đảo ngồi xuống mặt đất. Hoắc Vũ Hạo ở cách đó không xa từ từ thu lại luồng ánh sáng màu tím từ hai mắt. Hắn làm sao có thể ngồi yên để sư huynh của mình gặp nguy hiểm. Khi bản thân đã được hồn lực từ bình sữa bổ sung được một ít, hắn lập tức sử dụng linh hồn trùng kích tấn công vào Thượng Quan Tàn đang quấy nhiễu Bối Bối, sau đó lại tiếp tục mở bình sữa ra, bổ sung hồn lực cho mình và Vương Đông. Cánh tay phải của Bối Bối phủ đầy vầy rồng và lôi điện nháy mắt chộp đến trước mặt Diệp Vô Tình, sau lưng hắn vẫn là những phiến hoàng kim diệp, nhưng Bối Bối lại cứ như không phải hiện có sự uy hiếp ở sau lưng mình. Lực công kích của hồn vương mặc dù rất mạnh, nhưng nếu không trúng đối thủ thì cũng như không. Gương mặt Diệp Vô Tình vẫn không cảm xúc như cũ, hắn cũng không lùi bước, mắt thấy công kích của Bối Bối gần đến thì đưa tay trái lên, đỡ lấy đòn đánh của Bối Bối. Ầm. Một tiếng động lớn vang lên, Bối Bối thật sự kinh ngạc, không ngờ Diệp Vô Tình có thể dùng nắm tay chặn đứng lôi đình long chảo của hắn. Không những thế, tay trái của Diệp Vô Tình còn quay sang bắt lấy long chảo của hắn. Trong nháy mắt, có thể thấy rõ ràng tay trái của Diệp Vô Tình bỗng hóa lớn, gân xanh mạch máu nhấp nháy ánh sáng màu vàng kim, cánh tay hắn gần như đều hóa thành màu vàng, hồn hoàn thứ tư trên người hắn khẽ nhấp nháy. Hồn sư chuyên công kích từ xa thì lúc nào khả năng chiến đấu cận chiến cũng thấp ư? Diệp Vô Tình đã dùng hành động của mình để trả lời, chưa chắc. Đây là hồn kỹ thứ tư của hắn, Hoàng Kim Tả Thủ. Đúng vậy, đây là kỹ năng tăng phúc vào bàn tay trái của hắn, nếu sử dụng Hoàng Kim Tả Thủ phóng thích ra Hoàng Kim Diệp thì uy lực sẽ tăng lên rất nhiều, đồng thời, kỹ năng này là sự kết hợp giữa phòng ngự và tấn công rất mạnh. Bối Bối đã sử dụng toàn lực, nhưng vẫn bị Hoàng Kim Tả Thủ áp chết, lôi điện từ người hắn không sao truyền đến người đối thủ được. Khốn kiếp! Bối Bối tức giận gầm nhẹ một tiếng, hồn hoàn thứ ba trên trở thể lóe sáng, hồn kỹ từ hồn hoàn ngàn năm, Lôi Đình Chi Nộ. Tác dụng của Lôi Đình Chi Nộ là, trong một thời gian nhất định có thể gia tăng thực lực của hồn sư Lam Điện Phách Vương Long, lôi điện lực tăng 100%, hồn lực tăng 50%. Có thể nói, khi trong trạng thái Lôi Đình Chi Nộ, thực lực của Bối Bối mới thực sự bùng nổ. Lôi điện vốn đang ở thế hạ phong bỗng nhiên bùng nổ phá tan sự áp chế của Hoàng Kim Tả Thủ, lan tràn về phía Diệp Vô Tình. Nhưng đúng lúc này, Bối Bối thấy ánh mắt cực kỳ lạnh lùng của Diệp Vô Tình, trong lòng thầm nhủ, hỏng rồi. Bối Bối không chút do dự sử dụng hồn kỹ thứ hai Lôi Đình Vạn Quân, một luồng lôi điện khổng lồ nhất thời hóa thành từng hàng rào bao phủ lấy cơ thể Diệp Vô Tình. Khi Diệp Vô Tình thấy sự xuất hiện của các hàng rào điện, hồn lực trong cơ thể lập tức tạo thành một màn ánh sáng phủ xuống bảo vệ cơ thể, tuy như vậy hồn lực sẽ tiêu hao rất nhanh, nhưng lại tránh được công kích từ Lôi Đình Vạn Quân. Đây là sự chênh lệch của cấp bậc hồn lực, nếu hai người có tu vi ngang ngửa nhau, hắn căn bản không thể làm được chuyện này. Tại sao từ nãy đến giờ Diệp Vô Tình không làm gì nữa? Hắn đang chờ Hoàng Kim Diệp của mình. Hồn kỹ thứ nhất và thứ ba phối hợp tạo thành Diệp Trận, mà lúc này Bối Bối bị hắn sử dụng Hoàng Kim Tả Thủ thì làm sao có thể dùng tuyệt học đường môn, Quỷ Ảnh Mê Tung tránh đi được nữa. Cho dù đã được Lôi Đình Chi Nộ tăng phúc, thì Lôi Đình Vạn Quân đối mặt với Diệp Vô Tình cũng không làm được gì. Sự chênh lệch giữa hồn vương và hồn tông chỉ đơn giản như vậy đấy. Nhưng Bối Bối cũng không chịu thua, trước cục diện cực kỳ bất lợi, hắn lập tức dùng Lôi Đình Long Chảo dưới sự tăng phúc của Lôi Đình Chi Nộ đẩy tay Diệp Vô Tình ra, đồng thời xoay người đối mặt với Hoàng Kim Diệp Trận. Sau đó các khán giả bên dưới liền trông thấy một loạt tia sáng màu bạc từ lồng ngực hắn bắn ra, bao phủ lấy đại đa số Hoàng Kim Diệp trong một phạm vi lớn. Sau đó, những tiếng leng keng liên tiếp vang lên, Diệp Vô Tình không dám tin Hoàng Kim Diệp Trận của hắn lại bị phá vỡ rách nát như vậy. Không những thế, lúc này Bối Bối đột nhiên trông như đã hóa thành thiên thủ quan âm, liên tục phóng ra một lượng lớn phi đao, phi tiêu, phi châm. Những ám khí hắn phóng đi không những xử lý Diệp Trận mà còn ân cần chăm sóc cả Diệp Vô Tình lẫn Thượng Quan Tàn, khiến Thượng Quan Tàn vừa mới đứng dậy được lại phải liên tục tránh né. Đúng vậy, đây là ám khí của đường môn, cho dù đường môn đã suy sụp nhưng với đường môn từng hưng thịnh một đời ở đại lục thì ai dám bảo ám khí của họ vô dụng đây. Hoàng kim tả thủ của Diệp Vô Tình đã thất bại, hồn hoàn thứ hai trên người hắn lóe sáng, một phiến lá hoàng kim diệp xuất hiện nổ mạnh một trận mới dẹp loạn được những ám khí kia, nhưng đồng thời, hắn đã bỏ lỡ thời cơ tấn công Bối Bối. Tuy vậy Bối Bối cũng không thoải mái lắm, hắn căn bản vẫn chưa thể hoàn toàn phá vỡ diệp trận, hai phiến lá đã bay trúng người hắn, một cái lướt qua cánh tay phải, để lại một vài tia lửa điện, cũng may cánh tay phải của hắn đang ở trạng thái long hóa, lại còn được tăng phúc từ lôi đình chi nộ, nên không có chút thương tích nào. Nhưng phiến lá còn lại thì xẹt ngang lồng ngực hắn, để lại một vết thương rất sâu, máu tươi chảy ra không ngừng, nháy mắt đã ướt đẫm vạt áo trước ngực hắn, có thể thấy vết thương kia nặng đến mức nào. Diệp Vô Tình rốt cuộc cũng không nương tay nữa, đối thủ của hắn tuy chỉ là hồn tông, nhưng khó đối phó so với tưởng tượng nhiều lắm. Hồn hoàn màu đen trên người hắn rực sáng, khí thế cả người Diệp Vô Tình bỗng biến đổi, Hoàng Kim Tả Thủ chậm rãi đưa lên cao, lòng bàn hai hướng lên trời, phảng phất như muốn xé nát bầu trời vậy. Hồn hoàn màu đen ấy nhấp nháy không ngừng, sau đó từng hạt ánh sáng màu vàng kim xuất hiện quanh cơ thể hắn tạo thành một bức màn vàng kim rực rỡ. Những hạt ánh sáng này dần dần phình to tạo thành từng phiến lá, tuy không thể nói là quá to, nhưng số lượng cực kỳ khủng bố. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người. Nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé. Link tiểu muội để ở bên dưới phần mô tả. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh Recap Phim để cập nhật những video mới nhất nhé. Cảm ơn mọi người. Đấu la đại lục phần 2 tuyệt thế đường môn tập 94, băng đế giác tỉnh, thuyết minh tại kênh YouTube Recap Phim. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Diệp trận bay nãy cũng chỉ được tạo thành từ mấy chục phiến lá, còn ở đây đã xuất hiện đến mấy trăm thậm chí cả ngàn phiến hoàng kim diệp. Những phiến lá này lấy Diệp Vô Tình là trung tâm không ngừng xoay quanh, cả sàn đấu phát ra ánh sáng vàng kim cực kỳ chói mắt. Đây là sự khác biệt giữa hồn kỹ từ hồn hoàn ngàn năm và vạn năm. Trên sàn đấu lần thứ hai xuất hiện hồn kỹ từ hồn hoàn vạn năm, Diệp Vô Tình lại làm cho các khán giả bên dưới biết uy lực của hồn kỹ vạn năm khủng bố đến mức nào. Mà lúc này, Bối Bối vừa mới bị thương miễn cưỡng xoay người lại, trước mặt hắn là một màn hoàng kim diệp vô cùng khủng bố. Diệp Vô Tình lạnh lùng nói: "Đây là hồn kỹ thứ 5 của ta, Hoàng Kim Điệp Vũ, nếu không muốn bị nó chém thành từng khối thịt nát thì nhận thua đi." Thượng Quan Tàn cũng đã đứng dậy bước ra sau lưng Diệp Vô Tình, tay vẫn lắc lắc nhiếp hồn linh, nhưng vẻ mặt lộ rõ sự vui mừng chiến thắng. Học viện Chính Thiên là học viện đầu tiên có thể chiến thắng học viện Sử Lai Khác, đây là một thời khắc lịch sử, hắn làm sao có thể không hưng phấn chứ? Bối Bối bĩu môi, tay phải đưa lên, ngón trỏ chỉ về phía Diệp Vô Tình ngoắc ngoắc, vẻ mặt vẫn tươi cười nho nhã. "Đừng nghĩ rằng người có thể thắng." Diệp Vô Tình phát hiện, người trước mặt hắn cực kỳ đáng ghét, nhất là cái dáng vẻ nho nhã nhưng giọng điệu lại bị ổi vô cùng. Hoàng Kim Điệp Vũ nháy mắt bay lên, sau đó từng phiến ào ào bay về phía Bối Bối như nước lũ. Với kinh nghiệm của hắn, làm sao không nhìn ra Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông ở bên cạnh đã kiệt sức, hồn lực tiêu hao cạn kiệt chứ? Chỉ cần giải quyết được Bối Bối, hai đứa nhóc kia không đáng nhắc đến nữa. Thượng Quan Tàn nhân cơ hội này cũng lấy ra một bình sữa bổ sung hồn lực, nhưng món đồ này của hắn không được tinh tế như của Hoắc Vũ Hạo, có điều tốc độ khôi phục hồn lực cũng không chậm, rõ ràng hắn quyết chiến thắng, hoàn toàn không có ý khinh thường. Bất kể là Hoắc Vũ Hạo hay Vương Đông lúc này cũng cảm thấy tuyệt vọng, cho dù bọn họ còn sử dụng được Hoàng Kim Lộ, nhưng mọi chuyện trước mắt không thể thay đổi nữa, Hoàng Kim Điệp Vũ kia đã chuẩn bị xong hết rồi, làm sao phá vỡ kịp nữa được đây. "Tiểu sư đệ, chuẩn bị phối hợp với huynh." Bối Bối đối mặt với Hoàng Kim Điệp Vũ vẫn không hề lùi bước, nụ cười ôn hòa dần trở thành cuồng ngạo. Hắn và Từ Tam Thạch đều là đệ tử dự bị của đội Sử Lai Khác thất quái chính thức, thì thực lực sao chỉ đơn giản như vậy. Bối Bối điên cuồng hét lớn một tiếng, sau đó lôi điên quanh người hắn nháy mắt đều hóa thành màu vàng, ánh sáng màu vàng kim lấp lánh từ từ hội tụ ở đỉnh đầu của hắn. Ngay sau đó, vảy rồng ở tay phải đang trong trạng thái lôi đình chi nộ bỗng nhiên lan rộng bao phủ cả người hắn, hơi thở của hắn cũng biến đổi long trời lở đất, một dạng kiêu ngạo xen lẫn bá đạo, còn muốn vượt xa khí thế vương giả bình thường nữa. Vũ Hồn Lam Điện Phách Vương Long đã tương đối mạnh mẽ, nhưng lúc này còn biến đổi tuyệt vời hơn nữa, hơi thở khủng bố ấy thậm chí so với cực hạn chi băng của Hoắc Vũ Hạo cũng không hề yếu thế. Giọng nói của Thiên Mộng Băng Tầm và Băng Đế gần như đồng thời vang lên trong đầu Hoắc Vũ Hạo. "Hoàng Kim Thánh Long." Khí thế của Bối Bối đã tăng đến đỉnh điểm, chân trái bước về trước một bước, hét lớn: "Phách Hoàng, lôi vực." Vương Ngôn ở dưới đài thấy một màn này không khỏi che mặt, trong lòng tức giận không thôi, đám nhỏ này rốt cuộc còn giấu hắn bao nhiêu chuyện nữa đây. Một quầng sáng màu ánh kim mang theo lôi điện không ngừng lan tỏa ra xung quanh, nháy mắt đã bao phủ một phạm vi với đường kính chừng 20 thước. Càng khủng bố hơn, Chính là những tia sáng kia như những cơn sóng dữ không ngừng cắn nuốt và hấp thu những phiến hoàng kim diệp đang tung bay trong hoàng kim diệp vũ. Năng lực của cả hai đều có màu vàng kim nên khắp nơi đều chỉ là một màu này, còn những phiến hoàng kim diệp kia nháy mắt đều hóa thành bột mịn mà tan biến. Bối Bối đưa tay ra trước ngực làm thành động tác cực kỳ quen thuộc với Hoắc Vũ Hạo khi sử dụng khống hạc cầm long, sau đó đẩy về phía đối phương một lượng lớn lôi điện màu vàng nhanh chóng bao phủ lấy Diệp Vô Tình. Diệp Vô Tình cũng nổi giận gầm lên một tiếng, từng tia sáng màu ánh kim không ngừng bắn ra, khắp nơi vang lên tiếng nổ, hắn đang điên cuồng công kích mọi thứ. Nhưng năng lực của Bối Bối hoàn toàn vượt xa dự đoán của hắn, lôi vực ấy dần dần di chuyển áp bức đến ngay trước người hắn. "Tiểu sư đệ!" Ngay lúc này, Bối Bối hét lớn, chân phải dậm mạnh về trước, lôi vực nháy mắt dâng cao, nhưng đồng thời cũng nhạt đi và biến mất, cả người Diệp Vô Tình bị từng tia điện quang màu vàng bao phủ tê dại. Hoắc Vũ Hạo đương hiểu ý đại sư huynh, hắn lập tức xoay người ôm lấy Vương Đông, nhưng bỗng nhiên hắn nghe thấy từng tiếng leng keng, động tác theo bản năng dừng lại một chút, trước mặt hắn lại xuất hiện một cảnh hưởng khiến hắn phải kinh hãi. Thượng Quan Tàn vốn đang dùng bình sữa bổ sung hồn lực lại xuất hiện, tiếng chuông từ nhiếp hồn linh trên tay hắn lại vang lên, nhưng có chút khác biệt chính là sắc mặt Thượng Quan Tàn đã trở nên vô cùng nghiêm túc và uy nghiêm, hoàn toàn không còn dáng vẻ bình thường nữa. Từng vòng ánh sáng màu đỏ sậm vô cùng quái dị bắt đầu khuếch tán ra từ nhiếp hồn linh, sau đó bay đến quấn lấy Bối Bối, người vừa mới phóng thích kỹ năng phách hoàng lôi vực. Cả người Bối Bối chấn động mãnh liệt, hai mắt hóa thành vô hồn. Thượng Quan Tàn quay sang chỉ về phía Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông, Bối Bối lập tức xoay người đánh về phía hai người. Kỹ năng khống chế tinh thần, Thượng Quan Tàn có cả kỹ năng này sao? Với tu vi và vũ hồn mạnh mẽ như Bối Bối thì tinh thần lực của hắn tuyệt đối không yếu. Vậy mà kỹ năng kia của Thượng Quan Tàn vẫn có thể tạm thời khống chế được tinh thần của hắn. Tình huống này xảy ra quá bất ngờ, dọa Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông giật mình kinh hoàng. May mà Bối Bối tuy bị điều khiển, nhưng chỉ là tấn công theo bản năng, chứ không có đầu óc suy nghĩ. Hơn nữa, ban nãy hắn mới thi triển phách hoàng, lôi vực nên thực lực đã bị suy yếu nghiêm trọng. Hoắc Vũ Hạo vốn đang quay sang định ôm Vương Đông thì dừng lại. Hai cánh Vương Đông mở rộng đỡ hắn bay nhanh lên cao. Dĩ nhiên như vậy Bối Bối cũng sẽ thay đổi hướng công kích. Mà cũng ngay lúc này, Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông đồng thời ôm chặt lấy nhau. Một bên là Hoắc Vũ Hạo với hai tròng mắt phát ra ánh sáng màu vàng sẫm. Một bên là Vương Đông phóng thích ra vũ hồn Quang Minh Nữ Thần Điệp với hai cánh cực kỳ mỹ lệ. Khi bọn họ ôm lấy nhau cũng đồng thời phóng thích ra vũ hồn thật sự của mình, mọi thứ trong phạm vi 10 thước xung quanh bọn họ lập tức sáng bừng lên. Một quầng sáng kỳ lạ từ đấy nở rộ đồng thời lan tỏa ra xung quanh. Lam, tím, ánh kim, ba màu sắc xen lẫn vào nhau. Hai cánh của Quang Minh Nữ Thần Điệp quay ngược về trước bao phủ lấy hai người. Sau lưng Hoắc Vũ Hạo là một đôi mắt màu tím thật lớn. Ảo ảnh Quang Minh Nữ Thần Điệp nháy mắt kết hợp cùng linh mâu, rồi bùng cháy, hóa thành một ngọn lửa màu vàng xanh. Rực rỡ trong điêu tàn, Hoàng Kim Lộ. Hỗn hợp ba màu sắc lam, tím, ánh kim tạo thành một luồng sáng bắn thẳng về trước. Sau đó rơi thẳng vào Bối Bối, kế đến tiếp tục kéo dài rồi dừng lại trên người Diệp Vô Tình đang bị tê dại. Mà Thượng Quan Tàn thì trong thời điểm quan trọng, đã lách mình tránh khỏi đường đi của Hoàng Kim Lộ. Hoắc Vũ Hạo không còn cách nào khác, Bối Bối đã sử dụng Lôi Đình Long Chảo đánh về phía bọn họ rồi. Nếu đợi Bối Bối hồi phục lại thì Diệp Vô Tình cũng bình phục, thế thì bọn họ không còn cơ hội nào trong trận đấu này nữa. Cho nên, hắn chỉ còn duy nhất cách này. Còn Vương Đông sở dĩ mang hắn bay lên cũng vì muốn điều chỉnh phương hướng cho Bối Bối và Diệp Vô Tình thẳng hàng với nhau. Bối Bối hét lên một tiếng đau đớn, cả người hóa thành một pho tượng bằng màu vàng kim. Vũ hồn Lam Điệp Phách Vương Long cũng tan biến. Diệp Vô Tình ở xa xa cũng rơi vào trường hợp tương tự, nhưng cũng ngay lúc ấy, hắn đã thoát khỏi tình trạng tê dại mà lách người tránh được một ít. Mặc dù cả hai vừa sử dụng vũ hồn xung hợp kỹ, song nhưng Hoắc Vũ Hạo không dám lơ là, hắn vừa tiếp đất lập tức vọt lên, tay phải vỗ lên vai Bối Bối sau đó đánh về phía Diệp Vô Tình. Mà lúc này, sau lưng hắn không còn Vương Đông nữa, vì phần hồn lực còn sót lại của cả hai đã được Vương Đông chuyển hết về cơ thể hắn. Trong tích tắc trước khi bỏ đi, Hoắc Vũ Hạo đã tháo bình sữa trên cổ nhét vào tay Vương Đông. Hoắc Vũ Hạo khởi động hồn đạo thôi tiến khí sau đó lao về trước nhanh như tia chớp, giờ phút này trong mắt hắn chỉ có duy nhất Diệp Vô Tình. Một hồn vương mất vũ hồn, dù hồn lực có mạnh đến mấy cũng không thể nào ngăn cản được cực hạn chi băng, chỉ khi nào hắn thắng được Diệp Vô Tình, trận đấu này bọn họ mới có cơ hội. Bối Bối bị Hoắc Vũ Hạo vỗ một cái lên vai, màu vàng kim phủ quanh cơ thể nháy mắt biến mất, nhưng cả người hắn cũng ngã nhào xuống đất. Hoàng Kim Lộ không chỉ làm vũ hồn tan biến, mà còn mang theo tính bảo mòn rất mạnh. Bối Bối đang thi triển phách hoàng lôi vực đỡ lấy một kích cực mạnh từ Diệp Vô Tình, sau đó còn cố hết sức khiến Diệp Vô Tình hao tổn hồn lực nên căn bản hắn đã là một cây đèn cạn dầu. Nếu không làm sao Thượng Quan Tàn có thể dễ dàng khống chế hắn như vậy, tiếp đó còn bị trúng Hoàng Kim Lộ. Mặc dù Hoắc Vũ Hạo đã dùng tốc độ nhanh nhất giải trừ tác dụng của Hoàng Kim Lộ, nhưng Bối Bối không chịu nổi nữa mà ngất đi. Vương Đông nắm chặt bình sữa trong tay, ánh mắt nhìn Hoắc Vũ Hạo với vẻ phức tạp. Giờ phút này, trong lòng hắn vẫn có một giọng nói không ngừng kêu gào, không được dùng, không thể dùng hồn đạo khí. Diệp Vô Tình hiện nay y hệt như một pho tượng bằng vàng, hắn mặc dù có tu vi cấp 58, nhưng cũng giống như Bối Bối, hồn lực đã bị tiêu hao quá nhiều. Khi nhận thấy bản thân không thể sử dụng vũ hồn, trong lòng hắn cực kỳ hoảng sợ, nhưng hắn muốn thoát khỏi trạng thái này ít nhất phải cần một chút thời gian. Nhưng lúc này, Hoắc Vũ Hạo đã đến trước mặt hắn. Ta tuy không có vũ hồn, nhưng một đại hồn sư như ngươi có thể uy hiếp được ta sao? Diệp Vô Tình ngạo nghễ nói, sau đó đưa tay đánh một quyền, hồn lực ngưng tụ thành một tia sáng màu trắng bắn về phía Hoắc Vũ Hạo. Thượng Quan Tàng sau khi khống chế Bối Bối lại tiếp tục tìm một nơi hấp thụ hồn lực từ bình sữa, cũng không có để ý đến trận chiến ở bên này nữa. Cả người Hoắc Vũ Hạo trượt khựng lại, băng đế chi ngao của hắn đúng là có thể đỡ được tia hồn lực kia, nhưng vì lực đánh quá mạnh nên bản thân hắn không thể không dừng lại. Những hồn đạo khí hắn đang dùng đều có tác dụng công kích, không có cái nào có thể tạo thành uy hiếp cho một hồn vương cả. Hồn đạo ma tí xạ tuyến, hiện giờ Hoắc Vũ Hạo không còn hạo đông lực, mà hồn lực hắn còn cũng không nhiều, hắn không thể lãng phí. Hoắc Vũ Hạo nghiến răng, chân bước quỷ ảnh mê tung, cả người di chuyển một cách quỷ dị, một nửa ám khí trên người hắn bay về phía Diệp Vô Tình. Diệp Vô Tình thấy Hoắc Vũ Hạo có thể đỡ được đòn tấn công của mình, nhưng trong lòng cũng vô cùng bình tĩnh, hắn lại vận dụng hồn lực, một màn ánh sáng màu trắng từ người hắn bay ra tạo thành một vòng bảo hộ, nhưng ám khí của Hoắc Vũ Hạo căn bản không thể tiếp cận hắn. Cấp 27 đấu cấp 58, sự chênh lệch này không cần phải bàn đến, cho dù Diệp Vô Tình không sử dụng được vũ hồn, hồn lực cũng còn không nhiều thì Hoắc Vũ Hạo cũng không có cơ hội chiến thắng. Mắt thấy cơ hội tốt đang dần lướt qua, Hoắc Vũ Hạo cực kỳ lo lắng, rốt cuộc cũng không kềm được mà lên tiếng. Băng đế, giúp đệ. Nếu trong tình huống bình thường, nhất định băng bích đế hoàng hạt sẽ không thèm để ý đến lời nhờ vả này của Hoắc Vũ Hạo. Bất kể là nó hay thiên mộng băng tầm đều muốn Hoắc Vũ Hạo có thể tự mình tu luyện trở thành cường giả, chỉ có vậy bọn nó mới có thể thoát khỏi trói buộc của nhân gian. Nếu lúc nào cũng giúp đỡ, thì hắn làm sao tiến bộ mà trưởng thành đây? Nhưng hiện giờ lại khác, thiên mộng và băng đế đều đã bị lay động bởi ý chí chiến đấu và sự liều mạng của Sử Lai Khắc thất quái. Ngay sau đó, khí chất của Hoắc Vũ Hạo đột nhiên biến đổi. Trên người hắn không có thay đổi nhiều như khi Từ Tam Thạch và Bối Bối sử dụng năng lực ẩn tàng, nhưng trong mắt Diệp Vô Tình, lúc này Hoắc Vũ Hạo vô cùng đáng sợ. Bình thường mỗi khi vũ hồn cực hạn sử dụng vũ hồn băng đế, hai tròng mắt của hắn sẽ lóe ra ánh sáng màu xanh biếc. Đây là hiện tượng hết sức bình thường, nhưng lúc này, hai tròng mắt của hắn đều đã hóa thành màu xanh biếc. Màu xanh này tự nhiên đến nỗi nhìn như có hai hòn bảo thạch đang nằm trong hốc mắt hắn vậy. Cả người Hoắc Vũ Hạo nháy mắt được băng đế tiếp quản, tận sâu trong linh hồn của Hoắc Vũ Hạo vang lên giọng nói của băng đế. Nhìn cho kỹ, đệ phải tận dụng mọi thế mạnh của mình, phải cố gắng trao dồi thuần thục thuật khống chế. Trong trường hợp này, muốn thắng người mạnh hơn mình, khống chế là biện pháp duy nhất. Băng đế dĩ nhiên sẽ không tiếp tục sử dụng quỷ ảnh mê tung, nó cứ lao thẳng về trước, sau lưng Hoắc Vũ Hạo, hình xăm của băng bích đế hoàng hạt càng thêm rõ ràng, nhưng lúc này trên người hắn không phát ra một chút khí lạnh nào. Ngay khi nhận thấy Hoắc Vũ Hạo có điểm khác thường, trong lòng Diệp Vô Tình đột nhiên cảm thấy hồi hộp, tiếp đó, hiệu quả từ Hoàng Kim Lộ biến mất. Ngay lúc này, phản ứng đầu tiên của Diệp Vô Tình là phóng xuất ra vũ hồn, vì hắn đang muốn ngăn cản Hoắc Vũ Hạo nên, trong khi phóng xuất vũ hồn cũng không quên tung một quyền về phía trước. Một đòn này so với ban nãy ngăn cản được bước chân Hoắc Vũ Hạo còn muốn mạnh hơn. Bạn đang xem Tuyệt Thế Đường Môn được thuyết minh tại kênh YouTube Recap Phim. Hoắc Vũ Hạo giơ tay phải lên, nói chính xác hơn là băng đế điều khiển cơ thể Hoắc Vũ Hạo giơ tay phải lên. Sau đó, nó khống chế Hoắc Vũ Hạo đưa một ngón tay chạm nhẹ vào luồng hồn lực đó. Luồng hồn lực màu trắng ấy bỗng dưng giảm tốc độ rồi đứng im. Băng đế dùng tay Hoắc Vũ Hạo quét ngang một cái, luồng hồn lực ấy cũng bay đi mất, mà tốc độ của Hoắc Vũ Hạo không hề có dấu hiệu giảm xuống. Cực hạn chi băng không những làm con người cảm thấy lạnh lẽo mà còn có thể khiến cả hồn lực đóng băng. Đây chính ý nghĩa thực sự của hai chữ khống chế mà ban nãy băng đế đã nói. Động tác của Diệp Vô Tình cũng không chậm, ánh sáng bắt đầu tỏa ra từ người hắn, hồn hoàn cũng từ từ bay lên. Nhưng lúc này, Hoắc Vũ Hạo đột nhiên cảm thấy cả người nặng nề, hắn không còn cảm nhận được chuyện gì đang xảy ra nữa, cả người chìm vào giấc ngủ say. Các khán giả và những đệ tử của các học viện khác đều nín thở mà xem, cả người Hoắc Vũ Hạo đột nhiên thay đổi một cách kỳ lạ. Một luồng sáng màu xanh bước phóng ra từ lồng ngực của hắn. Cũng ngay lúc này, cho dù còn cách một lớp quần áo, nhưng toàn bộ khung xương của hắn bao gồm xương cột sống, xương sườn, xương ngực đều phát ra màu xanh biếc rực rỡ. Tiếp theo, luồng sáng màu xanh biếc đó rơi xuống người Diệp Vô Tình vừa mới phóng xuất ra vũ hồn. Kế đó, ánh sáng màu xanh biếc biến mất. Diệp Vô Tình là một hồn vương cấp 58 đó, vậy mà giờ phút này, trên mặt hắn chỉ còn một sự khiếp sợ. Sau đó, cả người Hoắc Vũ Hạo đang vọt đến đâm sầm vào hắn. Hắn cũng không có chút phản kháng nào, cả người bị đóng băng ngã ra sau, kế tiếp đổ ập xuống sàn đấu y như Diễm Nhi ban nãy, mà Hoắc Vũ Hạo thì đỡ hơn, không có ngã khỏi sàn đấu như Diệp Vô Tình, hắn chỉ gục xuống ngay tại chỗ mà thôi. Hồn kỹ thứ hai, từ hồn cốt thân thể 40 vạn năm của Băng Bích Đế Hoàng Hạt, Băng Hoàng Chi Nộ. Từ trước đến nay chưa bao giờ Hoắc Vũ Hạo dùng đến kỹ năng này, cũng vì ít nhất hắn đạt đến cấp bậc hồn vương mới có thể sử dụng. Đây cũng là kỹ năng mạnh nhất trong 4 kỹ năng mà Băng Bích Đế Hoàng Hạt mang đến cho hắn. Băng Đế khéo léo vận chuyển chút hồn lực còn sót lại của Hoắc Vũ Hạo để bảo vệ cơ thể hắn, sau đó mới sử dụng một chút Băng Hoàng Chi Nộ. Nếu người thi triển kỹ năng này là Băng Đế ngày trước thì cho dù là phong hào đấu la cũng sẽ trong nháy mắt mà đóng băng, hơn nữa mãi mãi không thể nào phá băng ra được nữa. Còn bây giờ, số hồn lực sau khi Hoắc Vũ Hạo sử dụng Hoàng Kim Lộ còn sót lại quá ít, cho nên chỉ miễn cưỡng đối phó được Diệp Vô Tình. Băng Đế nhìn sang Hoắc Vũ Hạo mà trong lòng vô cùng bực bội, nó thầm nghĩ, sau này về sẽ thúc giục Hoắc Vũ Hạo tu luyện nhanh hơn nữa. Đáng tiếc giờ phút này Hoắc Vũ Hạo đã hôn mê, nếu không chắc sẽ lại thêm một hồi kêu oan nữa, dù sao hắn còn chưa đến 13 tuổi mà. Hoắc Vũ Hạo cố gắng không để cho Bối Bối trả giá vô ích, Diệp Vô Thiên mạnh nhất học viện Chính Thiên rốt cuộc cũng rời khỏi sàn đấu. Tính đến nay, trên sàn đấu còn đủ 3 người của học viện Sử Lai Khác, còn bên phía học viện Chính Thiên chỉ còn có một mình Thượng Quan Tàn. Nhưng học viện Sử Lai Khác có thể thắng sao? Vương Đông vừa trông thấy Hoắc Vũ Hạo hôn mê đã lao nhanh ra ngoài, mà Thượng Quan Tàn cũng ngừng sử dụng bình sữa khôi phục hồn lực, trên khóe môi nở một nụ cười thâm hiểm, hắn nhìn thấy Vương Đông đang chạy đến như là thắng lợi đang tự dâng lên tay mình vậy. Lúc cuối cùng Hoắc Vũ Hạo tranh thủ thời gian tấn công thì Vương Đông thậm chí còn thu lại vũ hồn, cho nên hiện nay hắn chỉ là một đứa trẻ không có khả năng chiến đấu, làm sao Thượng Quan Tàn cảm thấy sợ hãi được. Cuối cùng, cũng là ta kết thúc trận đấu này. Thượng Quan Tàn chậm rãi đi về phía Vương Đông, từ từ đưa nhiếp hồn linh lên cao, mà Vương Đông vốn đang chạy nhanh về phía Hoắc Vũ Hạo cũng tạm dừng. Hắn nhìn sang Bối Bối lúc này cả ngực ướt đẫm máu tươi, sau đó lại nhìn sang Hoắc Vũ Hạo hôn mê, ánh mắt nhất thời trở nên sắc bén. Ta thấy hay là ngươi đưa hai người bọn họ rời khỏi sàn đấu rồi ở dưới luôn đi, ngươi chỉ có 2 hồn hoàn, ta lại là hồn tông, ngươi căn bản không có chút cơ hội. Thượng Quan Tàn nhìn Vương Đông mỉm cười nói. Vương Đông lạnh lùng nói. Ngươi chỉ là một hồn tông hệ phụ trợ, lấy tư cách gì thắng ta? Hệ phụ trợ nhưng cũng là hồn tông, không nói đến hồn lực ta hơn ngươi bao nhiêu, chỉ riêng nhiếp hồn linh này, ngươi chống đỡ được sao? Nhanh lên cậu bé, ta không có nhiều thời gian lãng phí với cậu. Nói đến đây, trong lời nói của Thượng Quan Tàn cũng đã tràn ngập hưng phấn, hắn cảm nhận được rõ ràng trái tim mình không ngừng đập nhanh. Nếu hắn có thể trở thành người chấm dứt trận đấu lịch sử này thì tên của hắn nhất định sẽ được viết vào sử sách của học viện Chính Thiên. Sau này, ở bên cạnh tên hắn nhất định sẽ còn kèm theo một câu, người đầu tiên đánh bại học viện Sử Lai Khác trong cuộc thi đấu hồn đại tái. Bất kể tại sao có thể thắng, bọn họ cũng đã thắng được đại diện của học viện Sử Lai Khác. Thắng là thắng, không ngờ cuối cùng mình có thể thắng trận đấu này. Thượng Quan Tàn càng lúc không thể kiềm chế sự hưng phấn, trên gương mặt đầy ý cười. Bối Bối sư huynh từng nói, đừng nghĩ rằng ngươi có thể thắng. Vương Đông vừa nói vừa sải bước về phía Thượng Quan Tàn. Thượng Quan Tàn lúc này rõ ràng có thể sử dụng hồn kỹ thứ tư của mình để khống chế tinh thần Vương Đông, nhưng lúc này hắn không làm vậy, bởi vì hắn muốn tự tay đập nát sự kiên cường chết tiệt của học viện Sử Lai Khác kia. Không thể, ngươi không nhìn rõ tình hình sao? Hiện giờ thậm chí ngươi còn không có đủ hồn lực để phóng thích vũ hồn, ngươi dựa vào cái gì mà đấu với ta? Nhanh nhận thua đi, ta sẽ không làm ngươi bị thương. Thượng Quan Tàn nhìn Vương Đông mỉm cười nói, hắn muốn nhìn thấy dáng vẻ đệ tử học viện Sử Lai Khác phải bất lực chịu khuất phục. Bước chân của Vương Đông càng lúc càng nặng, giọng nói càng thêm lạnh lùng. Ngươi chắc ta không thể phóng thích vũ hồn? Khoảng cách cả hai chỉ còn 40 thước. Thượng Quan Tàn hơi sửng sốt nói. Ngươi còn có thể phóng thích vũ hồn sao? Nếu có thể thì lúc này đã sử dụng rồi. Ta cảm nhận được lượng hồn lực còn lại trong cơ thể ngươi rất mỏng manh. Đừng khoe khoang nữa, rõ ràng vũ hồn của ngươi thuộc dạng chiến đấu, cho nên khi phóng thích lại còn cần nhiều hồn lực hơn nữa. Chẳng lẽ bây giờ ngươi còn có thể sử dụng vũ hồn khác, giả vờ trước mặt ta là vô dụng? Vương Đông hít sâu một hơi, ánh mắt càng trở nên lạnh lùng. Ai nói, ta không có hồn kỹ thì không thể đánh bại ngươi. Hắn vừa nói, hào quang trên người hắn cũng biến mất. Sau đó xuất hiện một quầng sáng màu đen, nhưng trên người một hồn hoàn cũng không có, tay phải của hắn xuất hiện thêm một cây búa, Cây búa này mang phong cách cổ xưa nhưng đen tuyền, nếu nhìn sơ qua có lẽ không nhận ra phía trên nó còn có những đường hoa văn nữa. Còn quầng sáng màu đen thì từ từ tụ hội bao phủ lấy cây búa, cũng ngay khi nó xuất hiện, một áp lực vô cùng ngưng trọng du nhiên nhi sang. Thượng quan Tàn hoảng sợ nói: Sử Lai Khác các ngươi đều là quái thai, có điều ngươi không còn cơ hội nữa. Lúc này hắn không còn chút do dự nào, lập tức lắc nhấp hồn linh, hồn kỹ thứ tư bắn ngay về phía đầu của Vương Đông. Khóe môi Vương Đông nở một nụ cười châm biếm, hắn để những quầng sáng kia thoải mái bao phủ lấy người mình. Nháy mắt sau, ở mi tâm Vương Đông đột nhiên bừng sáng, một tia ánh sáng màu ánh kim xuất hiện với tốc độ kinh người, tích tắc sau, trong phạm vi 10 thước đều cực kỳ chói mắt. Thượng quan Tàn kêu lên một tiếng thảm thiết, máu tươi từ miệng hắn chảy ra không ngừng, hắn cảm thấy đầu óc của mình như muốn vỡ tung, còn nhiếp hồn linh cũng vỡ nát. Vương Đông cũng ném cây búa trong tay mình ra ngoài, nó bay thành một đường cong tuyệt đẹp về phía ngực của Thượng quan Tàn. Một bóng người lập tức xuất hiện trước mặt Thượng quan Tàn đỡ lấy chuôi búa kia, ầm ầm, bóng người kia bị đẩy về sau hai bước mới miễn cưỡng dừng lại, người đó ngạc nhiên kêu lên: Thật mạnh! Ánh sáng màu đen kia từ từ biến mất, người xem còn chưa kịp nhìn rõ cây búa đó hình dạng gì thì đó đã biến mất. Cả người Vương Đông lảo đảo nhưng hắn vẫn cố gắng đứng vững. Người vừa giúp Thượng quan Tàn đỡ công kích còn không phải là vị trọng tài bậc hồn thánh kia sao? Hắn xuất hiện cũng có nghĩa trận đấu này đã kết thúc. Thắng, chúng ta thật sự thắng. Vương Ngôn trợn mắt há hốc mồm nhìn Vương Đông đang tập tĩnh đi về phía Hoắc Vũ Hạo, nhất thời hắn kích động đến run rẩy, rốt cuộc không thể lên tiếng nói gì nữa, hắn không sao ngờ được, một đội 4 hồn tông, một hồn tông, hai đại hồn sư lại có thể chiến thắng một đội có 3 hồn vương và 4 hồn tông. Đúng vậy, ngay cả học viện Sử Lai Khác bọn họ cũng cảm thấy không có khả năng. Hòa Thái Đầu bị dọa cho ngẩn người, khi hắn thua trận đấu của mình hắn đã nghĩ trong lòng trận này xong rồi, đối phương còn có cường giả hồn vương cấp 58 chưa ra thi đấu nữa. Nhưng kỳ tích lại một lần nữa xuất hiện, mặc dù học viện Sử Lai Khác cũng phải trả một cái giá không nhỏ, nhưng danh dự của học viện Sử Lai Khác đã không biết mất trong tay bọn họ thắng, học viện Sử Lai Khác thắng. Cuộc đấu này có thể dùng từ thảm thiết để hình dung. Trận đầu tiên, Từ Tam Thạch bị thương nặng, mặc dù vết thương có bị làm quá lên một chút, nhưng những gì Bối Bối nói về căn nguyên của hắn căn bản không phải nói nhảm. Trận thứ hai, Hỏa Thái Đầu thoát lực, Tiêu Tiêu bị thương nặng hôn mê sâu, ngay cả vũ hồn cũng bị đánh nát. Nếu không phải cô bé có vũ hồn song sinh, thì chỉ với vết thương này, cô bé đã phải rời khỏi cuộc thi đấu hồn đại tái này rồi. Còn trận thứ ba, kết cục cũng không khá hơn những trận trước, Bối Bối bị thương nặng hôn mê, Hoắc Vũ Hạo kiệt sức ngã xuống đất. Cuối cùng chiến thắng này được mang về từ chính Vương Đông, người đã tiêu hao hết hồn lực. Trong 3 trận đấu kia, mỗi người của học viện Sử Lai Khác gần như đã sử dụng hết toàn lực, những gì ẩn giấu đều bộc lộ, bọn họ với ý chí kiên cường, cuối cùng có thể chiến đấu đối thủ với thực lực hơn xa mình. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người, nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé. Link tiểu muội để ở bên dưới phần mô tả. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh Recap Phim để cập nhật những video mới nhất nhé. Cảm ơn mọi người.